quý vị, hiện tại Hữu Duy đang có mặt tại đây. Dạ vâng, trung tâm văn hóa huyện Nam Sách, để có thể set up một không gian âm thanh hội trường dành cho trung tâm văn hóa huyện, nâng cấp bộ âm thanh cũ để có thể phục vụ tốt hơn cho nhu cầu hội họp. Và Hữu Duy cũng như là ekip làm video và kỹ thuật của Bảo Châu đã di chuyển từ Trung Kính đến đây mất khoảng tầm gần 2 tiếng đồng hồ để đến đây. Và hiện tại hôm nay là ngày đầu tiên của cơn bão số 1 cấp biến tại Việt Nam, đúng không ạ? Dạ vâng. Nhưng mà hiện tại chúng ta có thể thấy được không gian thời tiết ở đây có thể nói là không nắng không mưa, cực kỳ đẹp, đúng không ạ? Không biết kiểu như nào, nhưng mà không sao cả. Chúng ta sẽ vào bên trong để cùng nhau tìm hiểu về không gian của trung tâm văn hóa huyện Nam Sách, để xem là với không gian âm thanh của hội trường thì chúng ta sẽ có không gian hội trường như nào và chất lượng âm thanh như nào, cũng như là quá trình setup của anh em Bảo Châu, quý vị nhé. Dạ vâng, quý vị, và các sản phẩm đã được chúng tôi vận chuyển lên phía trước của cửa rồi. Và phía bên trong sẽ là hội trường, nơi mà chúng ta sẽ lắp bộ dàn âm thanh ngày hôm nay, quý vị nhé. Và như quý vị đã biết thì với dòng Anto thì chuyên sử dụng dành cho không gian hội trường rồi, phải không ạ? Với model là SXA30 thì đây là một trong những dòng Array được sử dụng rất nhiều trong thời gian vừa qua. Tại Bảo Châu thì vừa thời gian vừa qua chúng ta đã có những công trình ở bar, đúng không ạ? Những quán bar thì sử dụng dòng Array của Anto rất là nhiều. Bởi vì thứ nhất là chất âm tốt này, cũng như là về thiết kế của nó cực kỳ chắc chắn. Và đặc biệt là với series SXA của thương hiệu Anto thì cái chất âm của nó rất là hay. Đó, thì đây là dòng SXA30 này. Chắc chắn rồi, với một hệ thống Array thì một chiếc cốt số là thiết bị không thể thiếu với một bộ dàn Array. Đó, ASD 4080, 4 in 8 out, đúng không ạ? Súp thì đây chúng ta dùng súp kép BLS 218+. Thì những sản phẩm này cũng đã rất là quen thuộc với quý vị rồi, phải không ạ? Súp kép thì đã được vận chuyển vào phía bên trong rồi. Với công trình ngày hôm nay thì chúng ta vốn dĩ là có hai chiếc súp kép, đúng không ạ? Hai chiếc xúc kép như thế này, nhưng mà một chiếc thì hàng đang về chưa kịp, nhưng mà với trung tâm ngày hôm nay thì cần phải tổ chức sự kiện gấp, cho nên là Bảo Châu Elec sẽ cho trung tâm mượn một chiếc xúc Domus, quý vị nhé, mượn một chiếc xúc kép của Domus để thay thế tạm thời cho chiếc Anto này, và sau khi hàng về thì chúng tôi sẽ mang xuống để căn chỉnh lại cũng như là set up lại, quý vị nhé. Và chúng tôi cho trung tâm mượn một chiếc súp kép của Domus. Rồi, quý vị, và ở đây chúng ta sẽ sử dụng một bộ tủ máy bao gồm những thiết bị sau đây. Đầu tiên là một chiếc tủ rack và mixer, quý vị nhé. Tủ rack ở phía bên trên sẽ có một khoảng để chúng ta để chiếc mixer Yamaha MG12XU 12 đường ở phía bên trên này, và hoàn toàn có thể đậy nắp được, rất là tốt. Tiếp theo là để đánh chia quay ra, thì ở đây chúng ta sẽ dùng một chiếc cốt số ASD 4080, 4 in và 8 out để có thể chia quay cho cả bộ dàn âm thanh hội trường ngày hôm nay. Và kỹ thuật quân đang tiến hành lắp cục đẩy vào phía bên trong tủ rack. Thì cục đẩy ở đây chúng ta dùng hai chiếc, một chiếc thì đánh cho hai súp và một chiếc thì đánh cho loa tay phun, quý vị nhé. Ở đây chúng ta dùng một chiếc STD 18002, ở 8 ohm thì chúng ta sẽ có công suất là 1800W một kênh, và sẽ có hai kênh ở đây, nhưng súp ở đây chúng ta đang đánh ở 4 ohm, và khi ở trở kháng 4 ohm thì công suất của nó sẽ là 2700W một kênh, quý vị nhé, thoải mái để đánh súp Anto. Và tiếp theo là một chiếc cục đẩy 4 kênh STD 10004, mỗi một kênh là 1000W để có thể đánh thoải mái cho các tay loa phun. Và bộ ngày hôm nay chúng ta còn sử dụng mic, đây ạ, mic VIP 6000 như em cũng vừa mới giới thiệu đến quý vị rồi. Tay mic thì nó là một sự khác biệt luôn, cầm vào thì chúng ta sẽ thấy được cái thiết kế nó rất là đẹp, đúng không ạ? Trắng muốt, trắng như ngọc trinh, VIP 6000 của BCE. Và đây là một bộ micro chuyên sử dụng dành cho hội trường, không gian sân khấu, tiệc cưới cũng như là các dòng sự kiện thì đều sử dụng dòng mic của VIP 6000 hết. Bởi vì là bắt vào trong tủ rách cho nên là chúng ta cần phải gắn tai, quý vị nhé. Đây là tai để gắn vào hai bên của đầu thu micro để chúng ta có thể bắt được vào tủ rách.
Dạ vâng quý vị, và đây là không gian hội trường nơi mà chúng ta sẽ thi công bộ dàn âm thanh ngày hôm nay quý vị nhé. Với bộ dàn âm thanh Anto thì chúng ta sẽ bao gồm những sản phẩm sau đây. Và các sản phẩm cũng đã được bóc ra hết và xếp vào vị trí ở phía bên trong rồi. Ở đây chúng ta sẽ có tay phun quý vị nhé. Đây là dòng SXA30 đến từ thương hiệu Anto. Với dòng SXA30 này thì cấu tạo của nó sẽ bao gồm hai củ bass có đường kính là 25cm cùng với một họng chép kèn có đường kính là 7cm được làm bằng từ neodymium. Và mức công suất của nó có thể tạo ra là 675W và đặt mắc lên tới 1350W. Thì với rất nhiều tay như thế này, mỗi bên là 3 tay phun quý vị nhé, thì nó có thể thoải mái đáp ứng được trong không gian hội trường ngày hôm nay. Và ở vị trí ở bên trái sân khấu thì chúng ta sẽ để thứ nhất là một chiếc súp kép Anto BLS218+. Cấu tạo của nó sẽ bao gồm hai củ bát có đường kính là 50cm. Và mức công suất nó có thể tạo ra là 2000W, đặt mắc lên tới 4000. Và như quý vị có thể thấy được là chúng ta sẽ để tay loa phun sẽ trồng lên trên của chiếc súp kép này quý vị nhé. Nó rất là hợp lý và nhìn nó khá là ok đúng không ạ? Và chúng ta mỗi bên chúng ta sẽ có một súp kép và 3 tay loa phun được trồng lên để có thể đảm bảo được âm thanh đánh cho cả hội trường ngày hôm nay quý vị nhé. Xin chào quý vị, và chúng tôi đang tiến hành lắp array quý vị nhé. Và array ở đây chúng ta cũng sẽ có những góc nghiêng khác nhau để có thể phủ tốt hơn trong không gian hội trường ngày hôm nay. Bass up to the top, I like the beat, get ready to rock the bass up to the top, I like the beat, get ready to rock the bass up to the top, I like the beat, get ready to rock the bass goes to the boys, super duper fly, bring the bass up to the top, I like the beat, get ready to rock the bass up to the top, I like the beat, get ready to rock the bass up to the top, I like the beat, get ready to rock the bass goes to the boys, super duper fly. Dạ vâng quý vị, hiện tại kỹ thuật của chúng tôi đang tiến hành căn chỉnh loa quý vị nhé. Quả thực là chiều ngày hôm nay thì cũng có một cái sự kiện rất là quan trọng diễn ra tại hội trường ngày hôm nay. Thì chủ đầu tư yêu cầu là 2 giờ là chúng tôi phải hoàn thành xong. Hiện tại bây giờ cũng đã là khoảng gần 1 giờ rồi, cho nên là anh em quyết định là làm thông chưa, đúng không ạ? Và cũng là những bữa cơm vừa làm vừa ăn, nhưng mà quả thực là tinh thần của anh em kỹ thuật rất là đáng khâm phục đúng không ạ? Dạ vâng quý vị, và với combo ở hội trường sân khấu ngày hôm nay thì có thể phục vụ tốt trong những không gian hội trường từ 300 cho đến 500 khách hoàn toàn thoải mái quý vị nhé. Và hiện tại thì loa đang được bố trí ở hai bên sân khấu, và thiết bị tủ máy thì sẽ được để ở phía bên phải này quý vị nhé. Và đây sẽ là hệ thống tủ máy, ở phía trên cùng sẽ là một bàn mixer MG12XU đến từ thương hiệu của Yamaha, rất nổi tiếng rồi đúng không ạ? 12 đường có thể kết nối thêm nhiều thiết bị và hiệu ứng hát karaoke cũng rất là tốt. Cốt số này Anto 4080 4 in 8 out, quý vị cũng đã vừa giới thiệu vừa nãy rồi. Micro VIP 6000 đến từ thương hiệu BCE, một bộ micro sóng bắt cực kỳ tốt và chuyên dùng cho hội trường, thiết kế thì phải gọi là quá là bắt mắt luôn quý vị nhá. Đó, ok. Và tiếp theo sẽ là hai chiếc cục đẩy, một chiếc 4 kênh để đánh cho loa phun là STD 10004 đó, và cuối cùng là một chiếc cục đẩy 2 kênh để đánh cho hai súp kép đó, STD 18002. Thì với hệ thống tủ máy như này nó sẽ phục vụ tốt cho hệ thống loa của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử chất âm của combo âm thanh hội trường ngày hôm nay quý vị nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng thưa quý vị, và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm hát thử ở trong không gian hội trường ngày hôm nay cũng như là nghe nhạc. Thì quý vị có thể thấy được ngay với bộ âm thanh ngày hôm nay hoàn toàn có thể phục vụ cho những không gian từ 300 cho đến 500 người quý vị nhé. Và với không gian hội trường ngày hôm nay có 2 tầng thì hoàn toàn đánh rất là ok. Hữu Duy đã đứng cả ở trên và cả ở dưới nghe thì chất âm của nó rất là hay và đồng đều giữa cả trên và dưới quý vị nhé. Và với combo alto ngày hôm nay thì hoàn toàn có thể phục vụ tốt được cho không gian hội trường này. Và nếu quý vị yêu thích combo âm thanh hội trường ngày hôm nay, quý vị có thể để lại số điện thoại của mình ở phía dưới comment. Bảo Trợ Elect với thương hiệu 20 năm, chúng tôi có 13 cơ sở trên toàn quốc. Khi quý vị mua hàng, quý vị sẽ được set up tại nhà và giao hàng miễn phí cho vòng bán kính 30 km tính từ cơ sở gần nhất. Và chúng tôi có chế độ hỗ trợ trả góp dành cho quý vị với mức lãi suất chỉ từ 0% mà thôi. Cách thức mua hàng thì cũng rất đơn giản. Đầu tiên chúng ta có thể đến trực tiếp 13 showroom của Bảo Châu để tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Cách thứ hai là quý vị truy cập vào website bảochauelect.com để tìm cho mình những sản phẩm mình yêu thích. Cách thứ ba là quý vị có thể gọi đến hotline của chúng tôi là 1900 0255 hoặc đến hotline của Hữu Duy là 0866693631 để được tư vấn miễn phí mọi băn khoăn của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đang có mặt tại Hải Dương để có thể thi công một công trình âm thanh hội trường quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị ở trong những video tiếp theo. Xin chào. Chia tay.